Xin chào các bác đang xem video và em là Kiên Đồ Cũ. Hiện tại các bác đang xem một trong rất là nhiều mẫu đồng hồ có tại cửa hàng của em, cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Và bên em chuyên mua bán cung cấp các cái dòng đồng hồ đã qua sử dụng chính hãng, được nhập khẩu từ nước ngoài thông qua đường sách tay, các cái thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới. Từ xưa có những cái chiếc đồng hồ rất là xưa rồi, khoảng là có những cái đồng hồ trên dưới 100 tuổi, hàng chục năm tuổi, cho đến những đồng hồ chính hãng đã qua sử dụng từ những cái thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Thì thường bên em là có ba cái dòng đồng hồ chính, đó là một là dòng đồng hồ đã qua sử dụng thương hiệu Nhật Bản như là Orient, Citizen, Seiko. Dòng thứ hai là dòng đã qua sử dụng thương hiệu Nga, và những cái dòng này thì thường là dòng đời cổ, bởi vì nó là dòng sản xuất rất là lâu đời, mấy chục năm trước. Có những đồng hồ thì từ thời thế chiến thì đó là những cái dòng của Nga, ví dụ như là Voktok hay là Polzot. Và dòng thứ ba đó là dòng Thụy Sĩ đã qua sử dụng chính hãng, được nhập khẩu từ nước ngoài về, như là các dòng Boronto, Titoni, Zado hay một số các dòng khác. Thì nếu các bác quan tâm thì các bác hãy lên YouTube tìm. Các bác đầu tiên là các bác hãy lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Các bác đánh từ Kiên Đồ Cũ vào để ra kênh chính của em. Đây là kênh cập nhật chính thức của bên cửa hàng em. Và các bác ấn đăng ký, ở nút đăng ký màu đỏ, và cả bên cạnh là các bác ấn hình chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được nhận thông báo khi mà bên cửa hàng em có cái đồng hồ mới về. Đấy, là đây là kênh cập nhật chính thức mới nhất của bên cửa hàng Kiên Đồ Cũ chúng em. Các bác lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký ấn chiếc chuông để là các bác là những người đầu tiên được nhận thông báo và không bỏ sót một thông báo nào, một cái đồng hồ nào mà khi chúng em về tới cửa hàng thì chúng em sẽ đưa lên kênh này chính thức. Ở trên nền tảng là Facebook thì các bác cũng tìm là Kiên Đồ Cũ. Vâng, và các bác ấn thêm bạn bè. Vâng, và các bác ấn gửi lời mời kết bạn. Và bên cạnh đó các bác chọn chế độ theo dõi là chọn chế độ xem đầu tiên, để các bác là những người cập nhật những cái đồng hồ em mới về mới nhất được cập nhật, và em sẽ đưa lên Facebook. Còn ở trên YouTube thì các bác đăng ký kênh Kiên Đồ Cũ và ấn chiếc chuông. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn và chọn chế độ xem đầu tiên, thì nó cũng thay cho chức năng như là ấn chiếc chuông ở trên YouTube. Tất cả các thắc mắc các bác có thể inbox cho em qua số điện thoại Zalo 0936050424. Tất cả các thắc mắc các bác có thể inbox cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, Zalo Kiên Đồ Cũ, để cập nhật các cái mẫu một đồng hồ mới. Em cũng thường xuyên đăng lên ba nền tảng chính, đó là YouTube, hai là Facebook và ba là Zalo. Thì các bác có thể tất cả các cái câu hỏi, tư vấn, thắc mắc về liên quan đến đồng hồ thì các bác có thể inbox trực tiếp Zalo cho em qua số điện thoại 0936050424. Và các bác không cần gọi điện thoại, bởi vì là bên em rất là nhiều cuộc điện thoại, và tất cả các cái việc trao đổi bằng hình ảnh thì các bác lên inbox Zalo, bởi vì Zalo bây giờ là làm việc bằng hình ảnh rồi gọi video để các bác xem trực tiếp các cái mẫu đồng hồ rất là tiện lợi. Còn gọi điện truyền thống thì không thể có hình ảnh hay là âm thanh, chỉ có âm thanh và không có hình ảnh, không có video để trực quan nhất có thể. Thì các bác cũng tất cả